vô. Ở trong tủ lạnh còn trái cây không vậy? Lấy ra giùm tôi đi. Hình như nhà mình hết trái cây rồi em à. Ủa? Hết rồi sao không biết ra chợ mua? Ừ, vậy em ngồi đây nha, để chị đi mua. Trái cây của em đây. Ủa? Rồi trái cây ăn không vậy hả? Phải có nước chứ, ăn trái cây là phải uống nước mới đỡ khát chứ. Đứng lại lấy nước cho tôi đi. Chị quên mất, để chị đi lấy cho. Nước của em đây. Mà công nhận cái nhà này nha, nóng thiệt luôn á. À, mở cho tôi máy lạnh đi, lẹ đi. Mở cái máy lạnh xong rồi á thì vô trọng nấu cơm đi nha. Anh của tôi sắp về đó. Ừ, để chị đi nhá. Em cần gì thì nói chị, sao lại lục đồ của chị vậy? Sao? Ý của chị á là bây giờ tôi ở trong cái nhà này, tôi lục đồ của chị là tôi phải ý kiến của chị hả? Chị chỉ muốn nhắc em, đừng có lục đồ của người khác như vậy, không có hay đâu. Chị là ai muốn dạy đời tôi? Nên nhớ ở trong cái nhà này chị chỉ là dâu con, đừng có mở mồm ra đây. Em hơi quá đáng rồi đấy, dù gì chị cũng là chị dâu của em mà. Chị nói quá đáng. Mày thôi đi, từ bữa giờ mày hành vợ tao chưa đủ hay sao? Anh làm sao vậy? Em là em gái của anh đó. Em gái thì sao? Em gái nào muốn làm gì thì làm hả? Thì em hết tiền rồi, thì giờ em vô em coi chỉ có nhiều em xin, có gì đâu mà tự nhiên anh làm quá vậy? Nè, mày đừng có tưởng bữa giờ mày ở nhà mày làm gì tao không biết nha. Đi ra khỏi đây. Anh dám đuổi em đi hả? Bước. Thôi anh à, không có gì đâu, bỏ qua đi. Đứng lại. Sao? Muốn níu tôi lại cái gì? Ai rảnh? Để lại tiền đi, rồi đi đâu thì đi. Đây cũng đầu. Em đừng có bênh nó. Em càng bênh nó như vậy á, nó càng lớn tới đó. Dạ, em hiểu rồi. Anh xin lỗi, để cho vợ thiệt thòi. Em không có sao đâu.徘徊在石板路的街边，曾经笑容灿烂如今却。